Chào mọi người, hôm nay mình xin dẫn mọi người cách chỉnh ngày giờ này, ngày tháng này trên Windows 7. Thì thông thường là ngày giờ trên máy tính ấy, chỉ cần các bạn có internet thôi là nó có thể tự động chỉnh ngày giờ trong khoảng vài phút chẳng hạn. Nhưng mà đây mình vẫn sẽ hướng dẫn mọi người cách chỉnh ngày giờ trên Windows 7 nhé. Mọi người kích chuột phải vào đây này. Mọi người kích chuột phải vào cái ngày giờ này. Chọn đây, date time đây. Rồi, tiếp đến thì mọi người phải chọn time zone trước. Time zone là cái gọi là cái giờ chuẩn của Việt Nam ấy. Mọi người chọn change time zone này. Đây mọi người chọn là Bangkok, Hà Nội, Jakarta nhé. Là cái giờ chuẩn của Việt Nam này. Cái múi giờ chuẩn này, múi giờ đấy, là múi giờ chuẩn đó. Mọi người ok. Và để chỉnh được thời gian và ngày tháng thì mọi người kích vào mục là Change Date and Time. Thì đây mọi người chỉnh giờ đây. Ví dụ là 4 giờ ạ. Ok, mọi người chỉnh ngày đây, mọi người chọn ngày ạ, ngày 28 ạ. Mọi người muốn chọn là tháng với năm thì mọi người kích vào đây. Ví dụ mình chọn tháng đây chẳng hạn. Hoặc là chọn năm thì mọi người tua lên này. Hoặc là xuống này, xuống là xuống năm này còn tăng lên này. Và chọn tháng này. Nói chung là chỉnh ngày giờ trên Win 7 cũng khá đơn giản thôi. Ok, mình xin kết thúc cái video chỉnh ngày giờ trên Windows 7. Mọi người xem video để cho mình xin nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.